Xin chào quý vị khán giả đến với kênh Chuyện Nước Mỹ của Tý buổi sáng ngày hôm nay. Và buổi sáng ngày hôm nay Tý tin tức xin chúc quý vị và buổi sáng lành với ly cà phê và chiếc điện thoại để lắng nghe Tý tin tức trên kênh Chuyện Nước Mỹ của Tý. Để mở đầu phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta đến với phần tin kinh tế của Hoa Kỳ. Giá tăng 3,7% trong tháng 9 vừa qua khi FED tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát. Các quan chức vẫn còn nhiều việc phải làm để kiềm chế giá tiêu dùng, mặc dù mức tăng đã giảm so với mức cao kỷ lục của năm ngoái. Cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn nhiều khó khăn khi giá cả tăng 3,7% trong tháng 9 so với năm trước. Thách thức công việc của Cục Dự trữ Liên bang nhằm chế ngự nền kinh tế quá nóng. Báo cáo tháng 9 của Cục Thống kê Lao động cho thấy mức độ lạm phát hàng năm tương tự như tháng 8 với chi phí nhà, ở và khí đốt cao đang gây áp lực lên ngân sách của mỗi gia đình. Tuy nhiên, mức tăng giá hàng tháng đã cải thiện đôi chút, tăng 0,4% so với tháng 8 và so với mức tăng 0,6% trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 7. Sự chậm lại đó không đủ để khiến các nhà hoạch định chính sách tin tưởng rằng cuộc chiến chống lạm phát của họ hoàn toàn đi đúng hướng. Trong khi đó, các hộ gia đình trên toàn quốc tiếp tục cảm thấy gánh nặng và giá cả tăng nhanh hơn bình thường và không thể quay trở lại mức trước đại dịch được nữa. Để bù đắp cú sốc này, cơ quan an sinh xã hội đã công bố hôm thứ Năm rằng người cao tuổi sẽ nhận được mức tăng 3,2% trong tấm check trợ cấp bắt đầu từ năm tới. Đó là mức tăng nhỏ so với 2 năm qua, nhưng là tín hiệu cho thấy nhiều người Mỹ lớn tuổi đang gặp khó khăn rất nhiều trong việc trang trải những cuộc sống cơ bản hàng ngày. Các nhà kinh tế cho biết báo cáo lạm phát không cho thấy tiến bộ đáng kể nhưng cũng không gây ra sự hoảng loạn. Nhìn chung, lạm phát đang có xu hướng đi đúng hướng. Điều rút ra được là lạm phát vẫn cực kỳ dai dẳng và các nhà hoạch định chính sách có rất ít công cụ để giải quyết chi phí ga, hàng tạp hóa và tiền thuê nhà ngày càng tăng. Douglas Hall E. King, chủ tịch diễn đàn hành động Hoa Kỳ cho biết, có hai điều khác nhau, bạn muốn xem xét thước đo nào để tìm ra xu hướng và thước đo nào bạn muốn xem xét khi đo lường mức độ ảnh hưởng tới người dân và nỗi đau là toàn bộ chỉ số, đó là những gì mọi người đang trả tiền. Lạm phát đã tăng chóng mặt trong vài năm qua khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp không có khả năng lập kế hoạch cho tương lai hoặc đảm bảo rằng giá trứng hoặc giá thuê nhà sẽ không tăng trở lại. Thực tế đó là lý do chính khiến nhiều người vẫn tỏ ra khó chịu với nền kinh tế bất chấp thị trường làm việc mạnh mẽ và tốc độ tăng trưởng đáng ngạc nhiên. Hậu quả có thể rất lớn đối với Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử năm 2024 khi đảng Cộng hòa tìm cách tấn công thành tích kinh tế của Nhà Trắng và đảng Dân chủ cố gắng bán đi một nền kinh tế mạnh mẽ bằng nhiều biện pháp nhưng vẫn khiến cử tri cảm thấy khác đi. Và chúng ta thấy là thị trường trái chiều trước tin tức này. Khoảng giữa trưa thứ Năm thì chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm nhẹ xuống mức đỏ khoảng 91,27 điểm, tương đương 0,27%. Chỉ số S&P 500 về cơ bản không thay đổi và chỉ số Nasdaq tăng 0,16%. Cục Dự trữ Liên bang đã nói rõ rằng họ sẽ không bỏ cuộc trước khi lạm phát cao bắt nguồn từ nền kinh tế, nhưng các ngân hàng trung ương phải đối mặt với một thách thức chính là giải quyết các nguồn lạm phát có thể tỏ ra khó khăn nhất với những nguồn có thể vượt qua mà không yêu cầu lãi suất cao hơn. Thật vậy, chi phí nhà ở, cụ thể là tiền thuê nhà, là nguyên nhân lớn nhất gây ra lạm phát trong tháng 9 và là gánh nặng lớn đối với ngân sách hộ gia đình trong hơn một năm qua. Và người ta hy vọng rằng chi phí thuê nhà sẽ ngừng tăng mạnh khi có thêm các căn hộ mới, nhưng ngay cả khi cuối cùng đã có những dấu hiệu cho thấy tiền thuê nhà đang giảm từ mức cao nhất của đại dịch, sẽ phải mất thời gian để sự thay đổi đó thể hiện trong dữ liệu lạm phát tổng thể. Giá gas cũng tăng trong tháng 9 mặc dù chúng đang ở mức âm ỉ, chỉ số tăng 2,1% trong tháng 9. Sau khi tăng ở 10,6% trong tháng 8, các quan chức cũng đang theo dõi chặt chẽ một thước đo hẹp hơn về tăng trưởng giá được gọi là lạm phát lõi, nhằm loại bỏ các danh mục dễ biến động hơn như thực phẩm và năng lượng. Biện pháp đó không thay đổi trong tháng 9 so với tháng 8 và cần thể hiện sự hạ nhiệt hơn một chút để củng cố niềm tin rằng lạm phát đang phản ứng trước những động thái tích cực của FED. Chi phí bảo hiểm ô tô mới và đồ đạc trong nhà cũng tăng, nhưng có một số dấu hiệu tiến bộ. Chỉ số ô tô và xe tải đã qua sử dụng đã giảm 2,5% trong tháng 9, sau khi giảm 1,2% trong tháng 8, chỉ số quần áo cũng giảm. Lạm phát đã giảm đáng kể từ khi tăng vọt lên mức cao nhất trong 40 năm vào năm 2022 vì một số lý do. Giá năng lượng tăng vọt sau khi Nga tiến hành cuộc chiến tranh đặc biệt ở Ukraine, nhưng sau đó đã giảm xuống. Chuỗi cung ứng đã giảm được các nút thắt, giải quyết được các nút thắt giúp giảm giá cho các máy giặt và bàn ủi, bánh quế, và Cục Dự trữ Liên bang đã có những động thái tích cực nhằm tăng chi phí đi vay và làm chậm lại toàn bộ nền kinh tế, cụ thể là bằng cách giảm nhu cầu đối với tất cả các loại hình đầu tư bao gồm cả thế chấp nhà và cho vay mua ô tô. Lãi suất chuẩn của FED, còn gọi là lãi suất quỹ liên bang, ở mức từ 5,25 đến 5,5% ở mức cao nhất trong 22 năm qua. Tuy nhiên, giá cả vẫn tăng nhanh hơn bình thường, đặc biệt là những mặt hàng cơ bản như tiền thuê nhà, hàng tạp hóa và xăng. Và trong khi kiểm soát lạm phát là công việc của FED, thì các cử tri có thể càng bất mãn hơn trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Biden
đã ca ngợi tỷ lệ thất nghiệp thấp của đất nước, sự phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò ý kiến gần đây của Washington và ABC News đã đánh vào mối lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng. Nhìn chung, khoảng 3 trong 4 người Mỹ nói rằng nền kinh tế không quá tốt hoặc kém đi, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp dao động dưới 4% trong hơn một năm, 57% người Mỹ vẫn đánh giá tiêu cực về nền kinh tế của chúng ta hiện tại. Thậm chí còn có những đánh giá tồi tệ hơn về giá khí đốt hoặc năng lượng. 87% cho rằng không tốt hoặc kém và giá thực phẩm, 91% đánh giá là tiêu cực. Về phần FED thì các quan chức đã nói rõ rằng họ sẽ duy trì áp lực lên nền kinh tế trong thời gian cần thiết, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn dự đoán. Các quan chức lo ngại rằng nếu họ buông xuôi quá sớm, các nguồn lạm phát còn lại sẽ ăn sâu hơn vào nền kinh tế. Tuy nhiên, một phần của thách thức là việc tăng lãi suất là một công cụ cùng. Chúng có thể khiến các ngân hàng ngại cho vay hoặc giữ lãi suất thế chấp trên 7% như hiện nay, nhưng họ không thể hạ giá máy bơm hoặc xây thêm nhà cho những người thuê nhà đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng ngân sách của họ. Cho đến gần đây, nhiều người vẫn kỳ vọng rằng lãi suất cao hơn sẽ khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái khi người dân giảm chi tiêu và các doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng. Nhưng tháng này hay qua tháng khác, một bức tranh hoàn toàn khác hiện ra. Người tiêu dùng vẫn chi tiêu mạnh tay cho các kỳ nghỉ, buổi hòa nhạc và ăn uống ở ngoài. Các doanh nghiệp vẫn đang tuyển dụng, trong đó các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 336.000 việc làm trong tháng 9. Các quan chức FED kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm nay. Tuy nhiên, mặt trái của nó là sự tăng trưởng vững chắc như vậy khiến cho công việc của FED ngày càng khó khăn hơn. Ngân hàng trung ương phấn đấu để giá cả ổn định và thị trường lao động lành mạnh, và nó không thể đưa mức giá ổn định hơn nữa ở mức 2% cho đến khi nền kinh tế nguội đi với tốc độ bền vững hơn. Câu hỏi đặt ra là cho việc hoạch định chính sách là điều gì sẽ xảy ra nếu tiến độ không đạt được nữa? Sẽ có rất nhiều cuộc tranh luận xung quanh vấn đề điều gì xảy ra nếu nó dừng lại ở mức 2,5 hoặc 2,75%. FED nên làm gì? Justin Wolfers, giáo sư chính sách công và kinh tế tại Đại học Michigan cho biết, tại thời điểm này, chúng tôi không có cảm giác rằng nó đang chững lại, nhưng những gì chúng tôi biết đã gần đến đích rồi. Các quan chức FED đã nói rõ rằng nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, họ có thể buộc phải làm nhiều hơn với lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách đã phát đi tín hiệu rằng họ có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa, khoảng 1/4 điểm khiêm tốn trước cuối năm. Nhưng ngay cả kế hoạch đó cũng bị xáo trộn bởi sự bất ổn trên thị trường tài chính. Kính thưa quý vị, lãi suất trái phiếu chính phủ đã tăng vọt, đặc biệt là trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, một chuẩn mực quan trọng giúp củng cố lãi suất vay trên toàn thế giới. Một số quan chức FED đã ám chỉ rằng lãi suất cao hơn có thể dẫn đến việc tăng lãi suất thêm một lần nữa, làm giảm nhu cầu ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất lần nữa khi họp vào ngày 31 tháng 10 đến ngày 31 tháng 11. Sau đó, các quan chức sẽ thêm một cuộc họp nữa lên lịch vào ngày tháng 12. Lori Logan, chủ tịch FED Dallas cho biết, nếu phí bảo hiểm kỳ hạn tăng, chúng có thể thực hiện một số công việc làm hạ nhiệt nền kinh tế cho người Mỹ, khiến nhu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ giảm đi. Ở Ohio, John Lamb cảm thấy tình hình dịu mát hẳn. Chủ tịch của Cleveland Express Trucking cho biết cuối năm thường là quý tốt nhất cho mọi hãng vận tải, khi các nhà bán lẻ và kho hàng tích trữ hàng cho kỳ nghỉ lễ có một chút thay đổi, nhưng không có gì giống với những năm bình thường khác. Trong khi đó, các chi phí về lốp xe đang tăng lên, giá nhiên liệu lại tăng vọt, khiến việc lập kế hoạch cho tương lai trở nên khó khăn cho mọi người. Và các khách hàng đang mặc cả để có mức giá rẻ hơn, nhưng Lamb không thể biện minh cho việc cắt giảm đó trong khi ông ta đang cố gắng bù đắp chi phí ở những nơi khác. Trong một số trường hợp, câu trả lời tốt nhất là chờ xem nền kinh tế của ông sẽ thay đổi như thế nào. Và Lam nói, tôi muốn đặt mua 3 chiếc máy kéo mới cho năm tới và hiện tôi đang chờ đợi. Quý vị cần phụ tùng thay thế vì mọi thứ đều hỏng hóc hoặc chúng đang được bảo trì. Nhưng tôi không thể biện minh cho việc mua thiết bị ngay bây giờ. Và quý vị vừa mới nghe một bản tin đến từ cái kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại cũng đang rất là chật vật, kính thưa quý vị. Và chúng ta đến cái phần tin thứ hai của phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, là phần tin tức về cuộc chiến Israel và Hamas ở Gaza. Thì liệu Mỹ có can thiệp khi Israel chiến đấu với Hamas ở Gaza, và những kiến thức chúng ta cần biết trong thông tin ngày hôm nay? Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ rõ ràng cho đồng minh Israel, nhấn mạnh quyền tự vệ của nước này sau cuộc tấn công chưa từng có của các chiến binh Hamas ở dải Gaza, khiến ít nhất 1.300 người ở đó thiệt mạng và khoảng 3.300 người bị thương. Tổng thống Biden đã cố gắng tố cáo các cuộc tấn công của Hamas, một nhóm chiến binh kiểm soát dải Gaza bị Hoa Kỳ coi là tổ chức khủng bố từ năm 97, là tuyệt đối tà ác trong một bài phát biểu hôm thứ Ba. Chúng tôi đứng về phía Israel và chúng tôi sẽ đảm bảo Israel có những gì họ cần để chăm sóc công dân của mình và tự vệ đáp trả cuộc tấn công này, ông nói. Những nhận xét mạnh mẽ của Biden và lời hứa viện trợ quân sự nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử chặt chẽ giữa Israel và Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là nước đầu tiên công nhận Israel khi nước này tuyên bố độc lập năm 1948. Israel là nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Washington cung cấp 3,3 tỷ đô la viện trợ quân sự hàng năm và thêm 500 triệu đô la tài trợ phòng thủ tên lửa. Theo cơ quan nghiên cứu quốc hội, Mỹ đã cung cấp cho Israel tổng cộng 158 tỷ đô la. Dưới đây là những điều cần biết về mối quan hệ giữa Mỹ-Israel cũng như những gì Washington đã nói cho đến nay về cuộc chiến của Israel với Gaza. Mỹ đang làm gì khi cuộc chiến Israel-Gaza bắt đầu? Trong bối cảnh lo ngại này, điều này có thể biến thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuần này đã phái một nhóm tấn công tàu tân sân bay tấn công tới phía đông biển Địa Trung Hải như một bước ngăn chặn các bên khác tham gia xung đột. Trong một cuộc tuyên bố, quân đội cho biết tàu sân bay US Gerald R4 được điều động để ngăn chặn bất kỳ tác nhân nào đang tìm cách leo thang tình hình hoặc mở rộng cuộc chiến này. Một quan chức quốc phòng cấp cao trước đây cho biết Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về khả năng Hezbollah, nhóm chiến binh người Shia được Iran hậu thuẫn và đảng chính trị là lực lượng vũ trang thống trị nhất của Lebanon sẽ tham gia cuộc xung đột, và các nhà phân tích cho rằng có nguy cơ căng thẳng leo thang hơn nữa nếu Israel và Washington đổ lỗi cho Iran, nước đã giúp trang bị và huấn luyện cho Hamas về vụ tấn công. Chính quyền Biden cũng đang duy trì liên lạc chặt chẽ với chính phủ Israel khi 17 người Mỹ vẫn chưa được tìm thấy. Ít nhất một số người trong số họ được cho là bị Hamas bắt giữ và ít nhất là 25 người Mỹ đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết khi ông đến Israel hôm thứ Năm để thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, ông Biden cho biết các quan chức chính phủ Mỹ đã được triển khai để tham vấn và tư vấn cho chính phủ Israel về việc giải cứu con tin. Ông nói, tôi không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của người Mỹ đang bị bắt làm con tin trên khắp thế giới. Blinken cũng có mặt ở Israel để giải quyết cuộc khủng hoảng con tin đang nổi lên. Khi lên máy bay tại căn cứ chung Andrews, Blinken nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ muốn đảm bảo rằng khả năng tốt nhất của mình, và tôi biết Israel muốn đảm bảo bằng khả năng tốt nhất của mình rằng thường dân không bị tổn hại ở Gaza. Lực lượng Israel đã ném bom ở dải đất đông dân cư vốn nằm dưới sự phong tỏa chung của Ai Cập, Israel kể từ năm 2007, đã cắt đứt khả năng tiếp cận nước và nhiên liệu của người dân Gaza trong một cuộc bao vây trả đũa cuộc tấn công của Hamas vào Israel và đang tập trung quân gần đó. Khu vực bao quanh Washington chưa lên án cuộc bao vây, điều mà Ủy viên Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk hôm thứ Ba cho biết là bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế. Israel phải thực hiện các bước để tự vệ, Blinken nói hôm thứ Năm. Nó phải đảm bảo rằng các mối đe dọa đang diễn ra đều được giải quyết và tôi tin rằng nó phải đảm bảo rằng trong tương lai những gì đã xảy ra sẽ không xảy ra nữa. Mỹ viện trợ quân sự gì cho Israel? Chiếc máy bay đầu tiên chở đạn dược của Mỗ hạ cánh hôm thứ Ba tại căn cứ không quân Nevatim của người Israel. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari cho biết, hợp tác giữa quân đội hai nước là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh khu vực. Tuần này, Bộ Quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng đã đặt thêm chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến hơn, bao gồm cả F-16 cho các phi đội trong khu vực. Các quan chức cũng đang nỗ lực việc đẩy nhanh việc vận chuyển các thiết bị quân sự được Israel đặt hàng. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên trong tuần này rằng Hoa Kỳ không có ý định đưa quân đội Mỹ xuống mặt đất. Bộ Tư lệnh Trung tâm trong tuyên bố cho biết các lực lượng trong khu vực bao gồm tàu sân bay USS Gerald R4 của Hải quân Hoa Kỳ với 8 phi đội máy bay tấn công và hỗ trợ cùng với một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác. Trong bài phát biểu hôm thứ Ba, Biden cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội phê duyệt gói quân viện trợ quân sự khẩn cấp cho Israel, nhưng nhiệm vụ đó đã trở nên phức tạp bởi việc Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy bị sa thải khỏi chức vụ Chủ tịch Hạ viện gần đây khiến Hạ viện rơi vào tình trạng lấp lửng. Sau vụ tấn công, các quan chức Israel đã yêu cầu Washington bổ sung kho dự trữ tên lửa đất đối không Iron Dome, bom đường kính nhỏ và đạn cho súng máy của Israel. Theo các quan chức Mỹ nói với tờ Washington Post rằng Israel đã yêu cầu hợp tác nhiều hơn để chia sẻ thông tin tình báo, đặc biệt là ở miền nam Liban. Washington gửi viện trợ đến các vùng lãnh thổ của Palestine mỗi năm vì mục đích nhân đạo và hỗ trợ chính quyền Palestine được phương Tây hậu thuẫn có trụ sở tại bờ Tây. Trump đã cắt hơn 200 triệu đô la tài trợ cho người Palestine vào năm 2018, nhưng viện trợ đã khôi phục và mở rộng dưới chính quyền Biden. Bộ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 500 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho người Palestine thông qua các tổ chức như Liên Hợp Quốc và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Biden năm ngoái đã công bố khoản viện trợ bổ sung 316 triệu đô la bao gồm tài trợ cho các bệnh viện và cải thiện kết nối Internet ở các vùng lãnh thổ của Palestine. Quan điểm của chính quyền Biden về cuộc xung đột Israel-Palestine là gì? Chính quyền Biden đã lặp lại quan điểm lâu nay của Hoa Kỳ rằng kết quả tốt nhất là một giải pháp hai nhà nước toàn diện và được đàm phán, nhưng không có cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa nào trong nhiều năm, và các chuyên gia cũng như nhà phân tích cho rằng số lượng ngày càng tăng của khu định cư Israel ở bờ Tây cũng như các trường hợp bạo lực giữa định cư và người Palestine đã khiến triển vọng về một giải pháp hai nhà nước ngày càng trở nên xa vời. Vào tháng 7 năm 2022,
Vài tháng sau nhiệm kỳ của mình, Biden đã tới bờ Tây và gặp Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Biden vẫn cho biết ông ủng hộ việc thành lập quốc gia Israel và Palestine độc lập được hình thành trong phạm vi biên giới gần tương đương với những gì tồn tại trước cuộc chiến năm 1967. Israel đã đánh bại Ai Cập, Jordan và Syria chiếm bán đảo Sinai, cao nguyên Golan, Gaza, bờ Tây và đông Jerusalem. Chính quyền Biden cũng đã vận động nhà môi giới quyền lực trong khu vực Ả Rập Saudi thiết lập mối quan hệ thương mại, an ninh và chính trị chặt chẽ hơn với Israel. Bộ Ngoại giao đã nói rằng họ dành riêng cho việc đào sâu và mở rộng quá trình bình thường hóa giữa Israel và nước láng giềng. Dưới thời Trump, Israel đã ký thỏa thuận bình thường hóa với Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Sudan và Maroc. Mối quan hệ của Biden và Netanyahu là gì? Biden và Netanyahu đều giữ vị trí lãnh đạo chính trị quốc gia tương ứng với họ nhiều thập kỷ và có lịch sử cá nhân lâu dài về hợp tác cũng như bất đồng. Biden đã bị chỉ trích về việc mở rộng khu định cư và bạo lực ở bờ Tây dưới thời chính phủ cực hữu hiện tại của Israel. Gần đây nhất, cả hai đã công khai chỉ trích việc Netanyahu từ chối hủy bỏ đề xuất hạn chế quyền lực của tòa án tối cao ở Israel, với việc Biden nói rằng tháng 3 ông rất lo ngại và nói với các phóng viên họ không thể tiếp tục đi theo con đường này. Tổng thống Biden đã đợi nhiều tháng để mời Netanyahu đến Nhà Trắng sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ 6, một động thái được nhiều người ở Israel được cho là nhẹ nhàng. Theo hồ sơ của Bộ Ngoại giao, ông Netanyahu trong những năm làm thủ tướng đã tới Hoa Kỳ 27 lần để thăm chính thức, công tác và tham dự các hội nghị thượng đỉnh quốc tế hoặc ký các hiệp ước. Nhưng khi hai nhà lãnh đạo dường như đã khắc phục một số khác biệt vào tháng 9, khi Biden và Netanyahu gặp nhau ở New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Biden đã mời ông đến Nhà Trắng để thăm chính thức trước cuối năm. Trước cuộc gặp, Biden nói, ngay cả khi chúng ta có một số khác biệt, cam kết của tôi với Israel, quý vị biết đấy, là sắt đá. Kính thưa quý vị, và chúng ta đã được cập nhật thông tin về cuộc chiến Hamas-Israel. Đến đây là bản tin của buổi sáng của Tí Tin Tức trên kênh Chuyện nước Mỹ của Tí đã chấm dứt tại đây. Và chúc quý vị một ngày làm việc may mắn và có nhiều sự hanh thông trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, và cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tức buổi sáng ngày hôm nay trên kênh Chuyện nước Mỹ của Tí. Và hy vọng là quý vị thích bản tin này và cho Tí một like, share, đăng ký. Và quý vị nào có chút tài chính thì nhớ đăng ký làm fan cứng cho kênh Chuyện nước Mỹ của Tí thêm vững chãi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chào tạm biệt. Bye!